Mẹ ruột Trác Bình tỏ thái độ gây sốc khi Phương Oanh về làm dâu, khen con dâu cũ hết lời. Sau nhiều sóng gió, drama luôn bủa vây cặp đôi cá mập Nguyễn Hòa Bình cùng nữ diễn viên Quỳnh Búp Bê Phương Oanh. Thì chiều 26 tháng 7, cặp đôi chính thức tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu tại Hà Nam. Sau khi Phương Oanh về làm dâu nhà Trác Bình, mạng xã hội lại lan truyền đoạn clip mẹ ruột Trác Bình nói về con dâu cũ gây chú ý. Cụ thể, khi xuất hiện làm khách mời trong chương trình Chuyến xe khởi nghiệp của Đào Lan Hương, mẹ Trác Bình, bà Phạm Kim Thoa dành nhiều lời khen có cánh cho con dâu doanh nhân. Bà nói, khi bắt đầu xây dựng mô hình này, phải nói là Hương đầu tư về thời gian rất nhiều, từ sáng đến 11-12 giờ đêm mới về. Tôi rất thông cảm với Hương và chưa bao giờ có suy nghĩ khởi nghiệp khó khăn như thế mà phụ nữ nên lui về, nấp sau bóng đàn ông. Phụ nữ cũng nên có sự nghiệp của phụ nữ. Chỉ với chia sẻ chưa đầy 30 giây nhưng cũng đủ để thấy rằng mẹ ruột Trác Bình quan tâm và thương con dâu cũ như thế nào. Trong khi đó, bà không hề có động thái nhắc về con dâu mới. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bà Thoa ghét bỏ Phương Oanh. Được biết, trong một bài phỏng vấn, Trác Bình từng chia sẻ mối quan hệ giữa vợ mới và bố mẹ rất tốt đẹp. Vị doanh nhân này nói, tôi cũng giới thiệu anh với cha mẹ lâu rồi, ông bà nội đều quý và thích Phương Oanh. Ngoài động thái của mẹ Trác Bình, cộng đồng mạng còn tiếp tục soi ra được hành động lạ đầu tiên của Đào Lan Hương sau khi chồng cũ tuyên bố kết hôn. Cụ thể, trên trang cá nhân, bà Đào Lan Hương đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên hai con chung với Trác Bình, kèm theo dòng tâm sự. Chúc mừng hai con đã vượt qua áp lực học tập và cuộc sống một năm qua. Mẹ nhận thấy hai bạn trưởng thành hơn rất nhiều, thấu hiểu hơn, biết chia sẻ, biết lo lắng, biết thân để bớt nỗi lo cho mẹ. Đối với mẹ, đây không chỉ là mẹ đồng hành với hai bạn, mà còn là hai bạn đồng hành với mẹ. Chúc mừng hai con và cảm ơn hai con rất nhiều. Có thể thấy dù liên tục bị réo gọi vào chuyện tình cảm của Trác Bình với Phương Oanh, song bà Đào Lan Hương dường như không quá bận tâm mà thay vào đó tập trung chăm sóc các con lẫn bản thân. Cách đây ít ngày, cư dân mạng cũng xôn xao trước khoảnh khắc tươi trẻ của vợ cũ Trác Bình. Theo đó, nhiều người nhận xét rằng bà Đào Lan Hương tươi trẻ hơn so với trước đây. Thậm chí nữ doanh nhân còn diện trang phục thời trang đầy cá tính, khiến dân tình cho rằng vợ cũ Trác Bình đang cân bằng được cuộc sống và lấy lại tuổi xuân sau những ồn ào đã qua. Có thể thấy, sau gần một năm công khai hẹn hò, cặp đôi doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh đã cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, dư luận. Đến nay họ đã chính thức thuộc về nhau. Bên cạnh sự thăng hoa về tình yêu, sự nghiệp, công việc của cả hai người đều có những khởi sắc nhất định. Trác Bình, tên đầy đủ là Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981, là nhà sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn Nextech. Anh được đông đảo mọi người biết đến với danh xưng cá mập khi xuất hiện tại chương trình Shark Tank mùa 3. Khi mạng xã hội rộ lên hình ảnh doanh nhân này hẹn hò với diễn viên Phương Oanh, Trác Bình cũng khẳng định anh và Phương Oanh đã xuất hiện cùng nhau tại nhiều nơi và không có ý định giữ bí mật về mối quan hệ này, chỉ là không chia sẻ công khai vì không muốn ồn ào. Đang trên đà sự nghiệp thăng hoa, ngày 13 tháng 10 năm 2022, Trác Bình tuyên bố bất ngờ về vườn, chốt nghỉ hưu sớm ở độ tuổi còn rất trẻ. Đã đến lúc nghỉ hưu sớm rút lui vào hậu trường để chuyên tâm đọc kinh viết sách, làm từ thiện, để lại di sản cho những người anh em chí cốt, kế tục, trở thành thế hệ doanh nhân công nghệ tiếp theo, đủ sức cạnh tranh trong khu vực. Thời điểm đó, quyết định này của Trác Bình, quyết định rút lui giữa rất nhiều tranh cãi, khi đời tư cũng như công việc của anh đang có quá nhiều những drama. Còn về Phương Oanh, khi tin đồn hẹn hò lan rộng, Phương Oanh nhiều lần lên tiếng trên trang cá nhân để khẳng định cô và bạn trai doanh nhân đến với nhau khi độc thân và không quan tâm chuyện quá khứ. Mối quan hệ tình cảm của nữ diễn viên và bạn trai doanh nhân có nhiều ý kiến trái chiều. Tuy vậy, cả hai vẫn hạnh phúc và đồng hành cùng nhau cho đến nay. Cặp đôi công khai bảo vệ nửa kia của mình khi có những bình luận hay ý kiến không hay trên mạng xã hội. Riêng về Phương Oanh, sau khi công khai hẹn hò với người yêu doanh nhân, cuộc sống và sự nghiệp của cô đã có sự thay đổi. Cô dành nhiều thời gian du lịch trong và ngoài nước cùng người yêu. Cả hai ít khi đăng ảnh chung, nhưng để lộ nhiều chi tiết chứng tỏ đang cùng nhau du hí. Vì lẽ đó, sự nghiệp diễn xuất của Phương Oanh đã tụt hạng khi cô hầu như không tham gia bộ phim nào mới. Được biết, sau khi xác nhận ly hôn, cả Trác Bình và vợ cũ đều có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Trong khi nam doanh nhân lập tức đăng ký kết hôn với Phương Oanh sau khi chia tay, thì bà Đào Lan Hương lại chọn cuộc sống độc thân để thỏa sức tận hưởng những điều mới mẻ. Ngoài ra, bà mẹ hai con cũng chuyên tâm vào công việc và không còn nhắc gì đến chuyện cũ. Đáng chú ý, sau khi ly hôn, bà Đào Lan Hương cũng dần lột xác khiến nhiều người khen ngợi. Theo đó, thời gian gần đây, nữ doanh nhân bắt đầu thay đổi gu ăn mặc từ kín đáo sang gợi cảm, quyến rũ. Trong hình ảnh mới đăng tải, vợ cũ Trác Bình diện váy màu xanh nổi bật, ôm sát cơ thể, mang giày cao gót, đeo kính vô cùng sành điệu khi đến thăm mảnh đất rộng 5 hecta vừa mới tậu. Bà Đào Lan Hương cũng chia sẻ muốn xây dựng ở đây một ngôi làng bình yên đặt tên là Làng Người Yêu Cũ.
Nữ doanh nhân tiết lộ muốn tương lai các con sau này sẽ có nơi trở về thật trong lành, mát mẻ, thỏa sức vui chơi, thư giãn sau nhiều bộn bề cuộc sống. Bà mẹ hai con cũng khéo léo kêu gọi bạn bè nhanh chân đăng ký đồng hành cùng mình trong dự án bất động sản này. Phía dưới bình luận, bạn bè để lại lời nhắn trêu chọc khi bà Đào Lan Hương đặt tên cho mảnh đất này là làng người yêu cũ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng khen ngợi cho vẻ ngoài ngày càng mặn mà sắc sảo của nữ doanh nhân và còn khẳng định vợ cũ Trác Bình luôn hơn Phương Oanh về mọi mặt. Lan Hương được đánh giá là người phụ nữ tài năng, nhanh nhạy và tháo vát trên thương trường. Cô đã sát cánh cùng chồng trong thời gian đầu tạo dựng sự nghiệp khó khăn. Nữ doanh nhân này từng cho biết cô đã phải làm việc vất vả suốt nhiều năm liền. Bản thân luôn trong tâm thế sẵn sàng lao vào xử lý mọi tình huống cấp thiết. Nhiều lúc khó khăn đến nỗi cô thức nguyên đêm để làm việc, xử lý hợp đồng nhưng sáng hôm sau vẫn đến trường làm việc như thường. Đi cùng Trác Bình từ những ngày chưa có gì trong tay, Lan Hương được xem là hậu phương vững chắc của chồng. Tuy nhiên, cô cũng là người phụ nữ chấp nhận xông pha ra chiến tuyến, vừa giỏi việc nhà, vừa đảm việc nước. Dù bận rộn việc kinh doanh, Lan Hương vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình và ở cạnh con cái. Ngoài ra, cô cũng tạo dựng cơ ngơi riêng, sáng lập một học viện về công nghệ. Sau hơn 3 năm lập nghiệp, học viện sáng tạo dạy lập trình cho trẻ em của cô đã đạt được những thành công nhất định.